dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc, và với cái nhu cầu về trang thiết bị y tế cũng như là bảo vệ sức khỏe của người dân, nên chúng tôi là những doanh nghiệp thì chúng tôi cảm nhận là chúng tôi phải có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Nên chính vì như vậy thì chúng tôi có một ý tưởng sẽ lắp một nhà máy sản xuất dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế cũng như khẩu trang N95 để giải quyết chính khâu phòng bệnh cùng với nhân dân, cùng với việc chung tay phòng chống COVID. Về định hướng phát triển công ty thì công ty chúng tôi sẽ trở thành những công ty sản xuất khẩu trang hàng đầu Việt Nam với những tiêu chuẩn của Bộ Y tế và với những chứng chỉ của thế giới để sản xuất những chiếc khẩu trang tốt nhất và những tiêu chuẩn cao nhất để làm sao có thể chung tay với cộng đồng, với xã hội có thể phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả hơn. Về quy mô sản xuất thì chúng tôi đầu tư toàn bộ trang thiết bị, máy móc nhập khẩu và nguyên vật liệu nhập khẩu. Về nhà xưởng thì chúng tôi đầu tư diện tích trên 1 hecta, và với lượng công nhân chúng tôi đã tuyển dụng hàng trăm lao động để giúp giải quyết được công ăn việc làm cho những người dân tại địa phương. Chúng tôi luôn cam kết với từng chiếc khẩu trang của mình ra thì đều phải đạt các tiêu chuẩn và chứng chỉ cao nhất trước khi xuất xưởng. Và chúng tôi có những bộ phận QC làm việc lâu năm ở các nhà máy may, nhà máy thực phẩm, và chúng tôi được đào tạo một cách bài bản để chúng tôi có thể kiểm soát được những chất lượng những chiếc khẩu trang của chúng tôi đó là tốt nhất. Xin cảm ơn. Tôi cam kết. Tôi cam kết. Tôi cam kết. Tôi cam kết.